Ok chào các bạn nha. Ở phần này mình tiếp tục đi vào các phương pháp trong phần lập trình file 3D ha. Thì ok, với học này là mình sẽ đi vào là lập trình cho nó cái khuôn như thế này. Cái khuôn lõm ha. Ok, thì trước hết mình sẽ đi đo cho nó chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Mình đi thiết lập hệ trục tọa độ. Ok, bạn đi đo trước ha. Rồi, đo cho nó này. Chọn là, đây là file mình import từ cái phần mềm khác vào nha các bạn. Rồi ok, bây giờ bạn đo thử ha. Đo gì này, min dimension này. Đo chiều rộng, chiều dài, chiều dài, chiều rộng và chiều cao ha. Thì ở đây nó đã nằm ở góc tọa độ rồi nhưng mà mình vẫn phải đo lại nha các bạn. Rồi, chọn là dimension này. Rồi, đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Xem nó là bao nhiêu. Rồi, 80 này. Hợp lý này. 80. 150 này, hợp lý này, xem chiều cao bao nhiêu. Ok, chiều cao là 40 ha. Rồi. Chiều cao là 40, mình biết được cái chiều cao là ok rồi. Rồi bây giờ mình vào môi trường gia công ha. Bạn nó tấn tổ hợp phím là Ctrl Alt và phím M cho mình nhé. Ok, bây giờ nó chuyển qua môi trường gia công này. Đây, thì bây giờ mình sẽ đi vào mục Geometry View. Bạn đi thiết lập hệ tọa độ gia công cho nó. Click phải chọn Edit cho mình. Rồi ok, ở đây nó đã nằm, góc tọa độ nó nằm tại ngay cái điểm dưới cùng này rồi, trung điểm rồi. Thì ở đây bạn nhập chiều cao Z là 40 thôi. Rồi ok, Z40 ở đây bạn sẽ tạo cho nó một cái mặt phẳng an toàn. Chọn cho nó là plane. Từ mặt này lên một khoảng là bằng 10 ha, 5 đến 10. Khoảng an toàn. Ok. Rồi. Rồi, đó là bước đầu thiết lập. Bây giờ mình đi thiết lập sản phẩm. Thiết lập phôi. Mục đích kích phải chọn là edit này. Rồi, bạc này. Rồi, ngoài ra bạc ok này. Rồi. Speak plane này, chọn là bao ninh búc ha, khối hình hộp. Rồi, sản phẩm hình hộp. Rồi, tạm thời là mình không cần chiều cao Z ha. Vậy là mình đi phá bỏ cái phía bên trong mà, cái lõm mà. Ok. Rồi, ok. Vậy là mình đã thực hiện xong hai bước ha. Ở bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp đó chính là read milling này ha. Thì này là đi tinh các cái thành này. Thì ở đây, trước hết thì đi tinh thì bước đầu tiên luôn luôn là một sản phẩm như thế này mình sẽ đi phá thô cho nó ha. Ok. Rồi. Bây giờ mình đi phá thô thì trước hết là tạo cho nó cái mầm mầm chứa dao này ha, là mầm chứa dao và hốc chứa dao. Ok, chọn là Crit Tool này, chọn là mầm chứa dao này. Rồi ok này, một cái thôi ha, một cái mầm. Và tạm thời bạn tạo cho mình ba cái một cái mầm chứa dao này, và tạm thời tạo cho mình ba cái pocket ha, ba cái pocket này, đó chính là ba cái hốc chứa dao đấy. Ok, apply. Ok, tiếp tục tạo cho cái thứ hai. Apply cho nhanh nhá, bạn nhấn ok là bạn phải vào lại đấy. Rồi, tạm thời bạn tạo cho mình ba cái ha. Ok, nếu tí nữa trong quá trình mà ấy mình có thiếu thì bạn tạo thêm, không có gì cả. Apply số 3. Ok, số thứ tự thôi. Rồi, tạm thời ba cái đi ha. Đây, một mâm chứa dao này và ba cái pocket này, ba cái hốc chứa dao này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trước hết là đi phá thô nó, thì ở đây mình sẽ đi vào phá thô cho nó bằng con dao dao D10 đi ha. Ok. Crit Tool Operation này, chọn là con dao này ha, chọn là phương pháp phải contour phải 3D nhé. Ok, chọn ở mục tool, chọn cho mình ở cái mục là pocket 1 này. Rồi, mill thì bạn chọn để cho mình là D10 nhé, D10 R1 chẳng hạn. Ok, để đi phá thô. Rồi. Ở đây bạn chọn cho nó là thiết lập này, 10 này. R1 này. Rồi, những cái bước phá thô này mình đã nói rất nhiều rồi. Nhưng mà bước này cũng là khá là quan trọng, luôn luôn là bước đầu tiên trong phần lập trình. Rồi, lập trình các cái khuôn 3D. Rồi ok, library, thư viện, building. Rồi ok, đây bạn chọn cho mình một cái cán dao bất kỳ đi. Số 5, số 6 gì đấy. Đây, display để thể hiện này, thấy không, cán dao. Ok, rồi. Đấy, ok, cho mình. Vậy, đây là chính là cái cán dao. Sẽ cho mình xong cái dao ha. Rồi bây giờ mình đi vào lập trình. Ở sang mục Geometry View này, bạn chọn là kích phải chọn là insert, và chọn vào một cái thư mục ha, kích phải chọn là insert này, chọn là operation ha, hoặc là vào quick grid operation này cũng được, không sao hết, giống nhau cả. Rồi ở đây bạn chọn cho mình phương pháp là phương pháp phay 3D này, chọn cho mình là cantilever ha. Ok, phá thô, tool là con dao vừa tạo này, geometry này, fit này, phương pháp là thô này. Ok, rồi len này, chọn là blend cái này mình không nói lại nữa ha. Check này, cut area này, chọn bề mặt gia công, chọn là tăng dần phơi nhanh nhanh.
chọn là tăng dần phay này, ok này, tự động bắt này, cho nó cắt, đảm bảo là nó không đụng vào cái thành này nhé, cho nó đảm bảo. Rồi ok, tạm thời như vậy đi. Ok rồi, nhấn ok. Bốn bốn mặt ha, đó là bề mặt này, bạn có thể soi display để thể hiện này, display này. Đấy, đây là một phương pháp đi tinh thôi nhưng phương pháp này rất ít khi dùng ha. Ok, tool này, con dao này, tool acid luôn luôn là Z cộng nhé các bạn, Z mở cộng. Ok, phương pháp đi thô này, chọn là kiểu follow path hoặc là kiểu dưới này cũng được ha. Đây là chọn follow path đi. Rồi, chạy theo phần trăm đường kính dao, đây bạn chọn cho mình là 60% đi ha, 50 đến 75%. Con sẽ tăng max depth, bạn nhập cho mình là chiều sâu mỗi lớp cắt là 2 thôi ha. Ok, cắt lever này, cắt lever thì các bạn không cần thiết lập trong trường hợp này. Rồi, cutting parameter này, cutting parameter thì ở đây là bạn chọn là deep cut thì cho mình nhá, cắt theo nhiều nhát chắt bằng nhau. Ok rồi, ten này không cần, là cắt cắt thêm finish hay là cutting mới dùng, tốc lượng dư này, lượng dư đấy mình không dám làm đâu. Thôi để một đi, để một đi, để một xíu nữa mình định tình cho nó đơn giản. Con nớt là liên quan đến góc này, mu là check, bề mặt dao này, con tay mình này thì bạn tích vào mục check này cho mình nhá, check dao với cán dao. Ok rồi, ok cho mình. Thường thì bước đi thô này nó không có gì quan trọng cả. Rồi, ở đây là thiết lập ra vào dao nâng cutting mu, rồi vào dao helical, ra dao theo kiểu linear này, sapphire mu này. Ở mục Evo thì bạn luôn luôn chọn cho mình cái khoảng an toàn là cộng thêm một khoảng 50 so với chiều giao Z ha. Chiều giao Z của mình là 40 thì cộng thêm khoảng 50 nữa là 90 nha các bạn. Ok, Z cộng luôn luôn là cộng thêm khoảng 50 hoặc đến 100. Start pole này, đây là pole giống một điểm lúc mà nó bắt đầu vào dao á, hệ tọa độ là lúc bắt đầu nó vào dao 90 này. Ok rồi, ok, nó ở cái trạng thái nghỉ đó các bạn, hiểu không? Blend ở mục clear render này, bạn chọn cho mình blend ha, mình đã tạo cho nó này rồi. Nếu mà bạn chưa tạo thì bạn vào đây bạn tạo cũng được nhé. Đây, tích vào cái mục này để bạn tạo, nhưng mà trường hợp này mình tạo rồi nên không cần nhé. Ok rồi, ở mục between the gone sổ xuống chọn là direct, lui dao ra cái bề mặt an toàn. Tương tự cái within the gone sổ xuống chọn là direct nhé. Ok rồi, cho nó cái tốc độ này, cho nó cái tốc độ này, fit này, tốc độ này. Đây là tầm cỡ 1500 chẳng hạn. Ok, cắt đây tầm 300. Calculation. Ok, rồi. Và general để tính toán được dễ dàng. Cái này đi thô thôi, chưa có gì cả. Xíu nữa mình phần quan trọng của mình đó chính là phương pháp Ritmolink mà. Rồi verify để tính toán được dễ dàng. Phải 3D, mô phỏng 3D cho bạn xem ha. Play. Đấy. Đây là bức phá thô, cái chiều dày ở thành đang là 1 ly này. Tại vì những cái hốc khác nhỏ này mình đếm 1 ly cho nó tương đối thôi. Nếu mà để nhỏ quá thì con dao nó không tới được thì đấy. Rồi ok. Tương tự, bây giờ mình sẽ đi vào bước đi tinh. Đi tinh với phương pháp là với phương pháp đó chính là phương pháp Ritmolink ha. Ok. Thì để đi vào phương pháp này bạn tạo cho con mình con dao nhỏ nhỏ thôi để đi tinh các cái góc ha. Thì như bài học trước mình cũng có nói rồi, phương pháp này là đi tinh các cái thành này tương đối thôi, còn ở những cái bề mặt dưới đáy này đúng không, thì bề mặt này mình sử dụng phương pháp đi tinh bằng phương pháp 2D thì nó mượt hơn ha. Đây, những cái bề mặt phẳng này này, bạn cứ mặt phẳng thì bạn phang 2D cho mình dùng cái phương pháp này này, phương pháp là Mulalla bằng phương pháp Floor and này này. Đó, phương pháp đó là sử dụng cho phay cái mặt phẳng mặt đáy này này, rất là ok và rất là đẹp luôn nhá. Còn những trường hợp mà phức tạp thì mình mới dùng đến những cái phương pháp phay 3D đấy. Còn những cái này mình giới thiệu là nó chủ yếu là đi tinh các cái thành này này, vẫn giảm bớt một cái phần thôi rồi thôi, chứ còn không thế nào là nó sạch hết được, tại vì còn những cái góc nhỏ nữa mà, dao làm sao nó để đi được những cái góc này. Thì những cái góc này thì bạn sử dụng cái phương pháp đó chính là con nớt, hôm trước mình có nói rồi, đi lại cái lượng dư của con dao trước đấy, con nớt này, phương pháp 3D, con nớt này. Con nớt này, con nớt rau này đấy, đi tinh lại cái đi thôi, đi lại cái góc do lượng dư con dao trước để lại. Thì bởi trước mình nói rồi, bạn làm lại thôi, xem lại thôi, không hiểu thì xem lại. Ở đây mình chỉ giới thiệu
giới thiệu về cái phần là phương pháp. Còn ở những bài tập thực hành thì mình sẽ đi vào cụ thể hơn. Ở đây mình giới thiệu phương pháp thì chủ yếu là giới thiệu phương pháp thì các bạn hiểu rồi đấy. Chỉ là xem đường chạy dao rồi thiết lập như thế nào thôi. Còn bài tập cụ thể thì mới là cái phần quan trọng. Ok, rồi. Thì ở đây đi tinh thì bạn chọn cho mình con dao tương tự sử dụng con dao dao mill đi, nhưng mà đây đường kính nhỏ thôi, D6 chẳng hạn. D6 chẳng hạn ha. Ok. Tương đối thôi, cái thằng này tương đối thôi bạn ạ. Phương pháp này cũng ít khi dùng lắm. Rồi. Order này. Delivery còn là grid operation này, chọn là milling này. Ok này. Rồi. Rồi. Chọn cho cái gắn dao bất kỳ đi. Chọn cho nó cái gắn dao ví dụ như số 6 chẳng hạn. Display để thể hiện ha. Đây, hồi nãy số 6 là cho mình chọn số 5 để cho nó khác tí ha. Ok. Gắn dao nó tùy thuộc thôi nha. Rồi ok này. Rồi, vậy là mình đã xong bước tạo dao, bây giờ đi vào lập trình. Chọn kích phải này, chọn là insert này, chọn operation này, chọn phương pháp là read milling này, đi tinh thành này, thấy không? Bạn nhìn vào cái hình ảnh này thì nó cũng tương đối rồi. Ok. Tinh thành này cong chiếc gì nó đi được hết nhé các bạn. Đây này, thấy không? Những bề mặt cong gì nó đi được hết. Ở đây là cái hình này cũng chưa có gì là phức tạp cả. Ok. Ở những video mà gia công khuôn thì mình sẽ nói kỹ hơn ha. Tại vì cái này thì nó đây là cái mô hình mình thiết lập đơn giản thôi. Rồi ok. Chọn là dao dao này, dao bạn vừa tạo này, dao D6 này, phôi này. Đi tinh luôn này. Rồi, đít một mình ha. Rồi. Rồi chọn select part này. Cut area này. Chọn bề mặt cắt này. Chọn là tăng dần phay này. Ok này. Ok, cứ chọn hết thì cho nó. Những cái góc nhỏ này nó sẽ không đi hết được đâu các bạn, nhưng mà mình vẫn chọn cho nó. Rồi ok, chọn về mặt gia công này, display để thể hiện này, được không? Rồi ok, tiếp tục chọn là tool này, số xuống chọn là dao này, chọn tool acid là Z cộng này. Rồi phương pháp đi tinh này, sử dụng phương pháp này cho mình nhá, pencil này ha. Ok rồi. Phương pháp này mình nói rất nhiều rồi, ý nghĩa của nó rồi. Nó tối ưu được chạy hoa đường chạy dao rất là tốt nha các bạn. Rồi phần trăm này, con số tăng ở đây bạn nhập cho mình là 0.02 thôi nhé. Xong lắp cắt đi tinh mà, đi tinh nha. Rồi cut lever, cắt lever mình không chọn nhá, tại vì cái khuôn này là mình chưa xác định được cái chiều dài này mà tạm thời mình chưa thiết lập cho nó. Ok, thì mình đã nói cắt lever này sử dụng cho cái khuôn khuôn lồi rất là nhiều rồi. Trước mình có nói tinh parameter này, khuôn lõm thì ít dùng hơn. Rồi chọn là deep cut này. Rồi, đây là cắt thuận cắt nghịch thôi. All white, in white này. Automatic tự động này, thấy không? Cái này là xuống dao kêu xoắn ốc thôi. Thì ở đây mình nên sử dụng theo xoắn ốc, tại vì là phôi do mình đã đi từ giữa lên mà phôi này là phôi lõm. Lõm thì nên dùng kiểu này ha. Ok, eten không cần. Cắt thêm này. Ví dụ như bạn muốn cắt cho nó thêm một nhát chẳng hạn. Theo đường kính con rắn giáo dao là 5% chẳng hạn. Đấy, ở đây bạn cũng có thể là theo mili này, cắt thêm bao nhiêu ấy, tùy ha. Rồi stop lượng dư, để bằng không ha. Con nớt mu con tay mình chắc nha, luôn luôn tích vào cái này này, luôn luôn vào cái này. Thì nó nếu trường hợp mà dao bạn đi xuống đúng không, cái cán nó bị va bị chạm vào đây này, bị đụng chạm á, thì nó sẽ báo. Ok rồi, một mục này mình thiết lập ha, mục nó có tình mô thiết lập ra vào dao này. Rồi ok, ra vào dao thì chọn là rapid. Rồi ok, ra vào dao theo kiểu xoắn ốc này, helical này, linear này, smoking. Ok, start mode này, tích vào con này nhá. Vô thì bạn số xuống, bạn chọn cho mình một điểm vào dao thì cộng thêm khoảng 50 đến 100. Thì ở đây là phần chiều cao là 40 rồi, mình cộng thêm khoảng 50 nữa là 90 ha. Ok, tiếp tục start pole, số xuống chọn là spy, chọn là một khoảng là 90. Ok rồi, Safit này, số xuống chọn là plane ha, bề mặt an toàn. Rồi tương tự cái này, direct, tương tự cái này, direct luôn ha. Ok rồi, general, cho nó cái tốc độ chứ, tốc độ cho nhìn giờ đi,
Ok, đây 2.000 đi ha, tinh. Ok, General tính toán được chạy sao? Cái này nó tính hơi lâu xíu nha các bạn, tại vì là khoảng cách giữa hai lần cắt là có 0,02 thôi, nên là nó phải lâu xíu ha. Ok, nó đang tính toán sẽ nó sẽ chạy từ vành và đi vòng vòng xuống đáy rồi đi vào giữa ha. Ok, chờ kết quả và mô phỏng. Ok, chờ ha. Lưu ý các bạn nhé, bạn nào muốn học về NX thiết kế thì cũng có thể liên hệ mình nha, mình có bộ video tự học NX từ dựng hình 2D này, dựng hình 3D này, lắp ráp này, dựng lắp ráp này rồi và sắp bán vẽ theo tiêu chuẩn thì có những video theo có bộ video theo lộ trình bài bán nên các bạn đừng có lo nhé. Ok, rồi bán quyền thuộc về kênh Mastercam lấy cam các bạn. Hy vọng các bạn không có chia sẻ hoặc là copy gì ấy nhé. Bản quyền của mình là công sức của người đại diện ha. Ok. Làm là cho chia sẻ cho mọi người thôi. Hy vọng là mọi người sẽ hiểu được điều ấy. Ok. Đây, 1 giờ sáng mình đang còn làm đó các bạn này. Ok, chờ ha. Chờ nó tính toán được chạy giao một xíu tại vì nó tính toán hơi lâu tại vì là 0.02 à. Ôi, mình xin lỗi nha, chỗ đây để mình bạn đến là tốt đi. Đây bạn đến cho mình là 0.2 thôi ha. 0.2 nó nhỏ quá, nó tính rất là lâu. Đấy 0.2 là ok rồi. Hồi nãy mình nhập lộn đấy, ok. Mình nói lộn, xin lỗi ha. Đây, giờ nó rồi tính nó lại này, 0.2 nó tính nhanh hơn ha. Ok. Mình để 0.02 nó tính lâu là đúng rồi. 0.2 là rất là nhỏ luôn đấy. 0.2 là mỗi lần nó đi 2 gem, 0.2 nó đi một phần rất là nhỏ ha. Ok, mô phỏng xem thử này. Verify này. Ok, chọn là Dynamic và chọn tốc độ này. Play này. Rồi đấy, bây giờ nó đi phát thôi, phát tinh cho bạn ha. Thấy không? Cái này nó mục đích là đi tinh thành cũng rất là ok nha các bạn. Đấy, hồi nãy mình để lượng dư bằng 1. Nên là để cho nó lượng dư bằng 0.5 thôi, xíu nữa mình chỉnh lại cho phần thô một xíu ha, cho nó giảm được cái con dao của mình nó đảm bảo hơn để bước đi tinh này, con dao của bạn nó khỏe hơn ha, để bằng 0.5 thôi đấy, theo tinh ha, khá là đảm bảo. Một số trường hợp là góc nhỏ thì nó không thể đi được, theo những cái góc này theo thì mình sử dụng phương pháp là đi lại góc nữa là ok, còn những mặt phẳng này nó nếu mà nó không đi hết được thì bạn đi thêm cho nó đi thêm cho nó một cái bước đó chính là phải 2D nữa là ok đấy. Lưu ý chỗ đó là bạn nhập cho mình 0.2 thôi nhá. Ok đấy, cũng khá ổn ha. Đây còn một số cái lượng dư cho các cái góc này, theo những cái bề mặt thành này sao nó đi được, cung bo thì làm sao dao dao thì cho phẳng mà sao nó đi được, thì bạn để con dao nó có một xíu R đi thì cũng được thôi, nhưng mà đây rồi ok. Thì ở đây bạn chỉnh lại cho mình một xíu chỗ này này. Chỗ đi thô này này. Để lượng dư cho mình là 0.5 thôi ha, 0.5 hoặc là 0.25 thôi.
parameter này. Ok, coding parameter này. Để cho mình là stock lượng dư này, nên mình là 0.5 thôi ha, hoặc là 0.25 gì đấy. Mình để một là con số lớn nhất, một là con số tối đa của nó mà. Ok. General tính toán lại đường chạy dao này. Rồi ok, tạm thời bạn nhấn ok đi. Rồi ở đây, ở bước thứ hai thì bạn edit lại cho mình. General này tính toán lại này. Ok. Giảm lượng dư để lại cho con dao của nó báo thôi, không không có gì quan trọng cả nha các bạn. Mình thiết lập làm sao cho nó hợp lý là được. Ở đây mình có thể edit và chỉnh sửa cắt ghép mà. Rồi, ở đây bạn sửa con dao cho mình một xíu. Xíu con dao đây bạn cho nó cái cung đi. Edit này. Cho nó cái cung đi ha. Tool này. Ở đây là 6 thì ở đây bạn R cho mình là R0.2 chẳng hạn. Ok. Cho nó R để xem nó có bóng hơn không. Thì chắc chắn là trong trường hợp này bạn phải sử dụng các cái phương pháp khác nữa để làm cho nó tinh hơn, chứ không thể hai bước qua hai bước mà mình có thể đi tinh rồi thì chắc chắn là không thể được rồi. Rồi các cái góc với lại các cái ấy này thì chắc chắn là mình phải đi thêm bước đi đi tinh góc nữa. Rồi ok, ok ha. Rồi verify tính toán này. Ở đây bạn ok thì bạn chọn là mô phỏng hai bước luôn ha, hai bước này. Verify ha, đây mình lấy cho nó dễ nhìn xíu. Rồi chọn là verify, chọn là file 3D, play. Ok. Đấy, ổn ha. Lượng dư thành nó nhỏ hơn là giúp con dao của bạn nó đi nó êm hơn thôi. Con dao đi tinh của bạn đấy, tại vì con dao đi tinh thường thường là con dao nhỏ mà. Thì đó cho nó đảm bảo. Rồi các cái góc thì bạn phải sử dụng phương pháp là đi tinh góc cho nó mượt hơn nhé. Ok, cơ bản là mình đã hướng dẫn xong các bạn lệnh read modeling ha. Thì phương pháp này cũng là một trong những phương pháp đi tinh thôi. Ok, bây giờ bạn có thể gắn lên máy cho nó chạy thử này. Bạn phải đi thêm bước nữa nha, nhưng mà ở đây mình không nói nha. Với những bài tập cụ thể mình sẽ nói kỹ hơn rồi. Thiết lập cho nó cái máy này. Geometry này. Build này. Ok này. Chọn là 3 sheet ha. Ok. Rồi chọn là siêu bạc này. Rồi ở đây bạn phải lưu ý là hệ tọa độ luôn luôn là nằm ở dưới đáy này này. Thì nó nằm ở dưới đáy này, nó nằm chỗ đâu cũng được, bốn cái cạnh hoặc là nằm ở chính chính giữa. Hay có 5 điểm để bạn đặt ra. Đây là một trong bốn cái cạnh này, hoặc là bạn đặt chính giữa nhá. Ok, rồi sau đó bạn nhấn ok cho mình. Nếu mà đã đúng rồi. Ok, bạn tắt cái này cho mình này. Là cái pocket mình đã tạo rồi, không có gì cả. Ok này. Ok. Rồi. Đưa về hướng nhìn show này. Đấy, theo sản phẩm của mình. Rồi bây giờ bạn có thể mô phỏng nó. Rồi bạn chọn sang mục là Geometry View này. Chọn hai phương pháp này ha. Giữ phím Shift và chọn hai phương pháp này. Rồi ok, bạn vào Simulation Machine. Rồi chọn là tích vào mục show 3D này ha. Đấy, show 3D. Đấy, theo bạn tắt show 3D là không có show. Tắt tích của show 3D này. Rồi, play. Thì máy cho nó chạy ha. Ok, tốc độ này. Đấy. Ok ha, các bạn có thể thực hành để xem thử. Ở đây mình không có nói lại nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.